hướng. Dây điện của tay điều khiển khá dài, thuận tiện cho việc lắp đặt. Những video trước, Lạc Hồng đã giới thiệu đến các bạn tờ điện KENBO dòng PA và dòng KCD nhanh, đều thuộc loại tờ điện mini như dòng SK này. Vậy tờ SK này có gì khác so với tờ PA và KCD nhanh? Sau đây, Lạc Hồng sẽ giúp bạn làm rõ hơn. Một là về giá. Giá tờ nhanh SK nhìn chung cao gấp đôi tờ PA, còn so với tờ KCD nhanh, giá tương đương không chênh lệch nhiều. Hai là về chất lượng. Chất lượng dòng KENBO SK cao hơn PA thể hiện qua tải trọng nâng. Trong khi tải trọng nâng thực tế của dòng SK đạt 100% thì dòng PA chỉ đạt được 60-70% so với định mức. Chất lượng tương đương với KCD nhanh. 3. Là về lắp đặt. Dòng tờ này giống dòng PA, chỉ có thể treo trên khung rầm để nâng hạ. Còn tờ KCD nhanh, linh hoạt hơn, vừa có thể đặt dưới đất, vừa có thể treo lên cao. 4. Về trọng lượng máy. SK nhẹ hơn so với PA và KCD nhanh. Máy nặng dưới 25 cân, dễ dàng cho việc vận chuyển. Nội dung video đến đây là hết. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment phía dưới hoặc gọi điện trực tiếp cho Lạc Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.